Ưu điểm mà tỉnh Bình Dương dành tặng cho huấn luyện viên Park Hang-seo như quý vị đang thấy ở trên sân cỏ lúc này, đó là những bức tranh đặc biệt về chân dung của huấn luyện viên Park Hang-seo. Một bức tranh rất đẹp được ghép từ 8.000 bức ảnh khác nhau, những kỷ niệm của huấn luyện viên người Hàn Quốc trong suốt 5 năm làm việc dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam từ đội tuyển quốc gia cho đến các đội tuyển trẻ, và tất cả được tổng hòa lại với một bức tranh ý nghĩa như thế này. Và khi quý vị chia sẻ với chúng tôi thì tác giả bức chân dung là họa sĩ Mai Nhơn đã chia sẻ rằng vì tình yêu thể thao và hứng khởi với thành tích của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm 2018 đã giúp cho tác giả có nhiều nguồn cảm hứng và ghép nên bức chân dung rất tuyệt vời này. Một chào vào tay lớn hơn được không ạ? Và chúng tôi hy vọng là thành tích của bóng đá Việt Nam sẽ càng ngày càng thăng tiến vượt bậc hơn nữa với sự cống hiến hết sức mình của những người cha, người thầy. Việt vĩ rồi! Bây giờ là pha phối hợp giữa. Rồi nghỉ, ra đi.